Xin chào quý vị và các bạn. Sau những ngày nắng nhiều và tạnh giáo từ đêm nay sang đến ngày 13 tháng 4, rãnh áp thấp bị nén và đẩy dần về phía nước ta lại kết hợp với rãnh gió Tây trên mực 5.000 m hình thành và di chuyển từ phía Tây sang nên mưa rào sẽ xuất hiện nhiều nơi vào đêm và sáng ở các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ. Do có mưa ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ có xu hướng giảm. Mức nhiệt cao nhất ngày tại đây phổ biến từ 26 đến 29 độ. Vùng Trung Du và Đồng Bằng do trời ít mưa, có nắng nên nhiệt độ ban trưa dao động từ 27 đến 30 độ, có nơi cao hơn. Sang ngày 13 tháng 4, khi mưa giảm hẳn, nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng 1 độ. Với khu vực Trung Bộ, thời tiết trong 3 ngày tới vẫn là nắng nhiều. Ở phía Bắc, đèo Hải Vân từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 28 đến 31 độ. Riêng tại vùng núi phía Tây có nơi còn cao hơn. Còn ở phía Nam, đèo Hải Vân từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nắng xuất hiện nhiều với mức nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Về chiều tối ở khu vực này, khả năng có xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Cần chú ý đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn là nơi duy trì mức nhiệt ngày cao nhất cả nước. Do có nắng nhiều nên mức nhiệt trưa chiều tăng lên ngưỡng 29 đến 32 độ ở các tỉnh thành vùng cao nguyên và từ 31 đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Riêng một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ mức nhiệt còn cao hơn. Sau đó từ khoảng ngày 14 tháng 4 trở đi, khả năng rãnh thấp ở phía Nam nâng trục dần lên sẽ gây mưa dông gia tăng trên cả hai khu vực này. Cần chú ý có lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ từ ngày 14 tháng 4 có xu hướng giảm. Trên biển, trên khu vực Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa, gió thổi yếu, tầm nhìn thoáng. Trong khi đó, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo nên tiếp diễn mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 6 đến cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Bản tin thời tiết cuối ngày 11 tháng 4 cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!